Bài đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu, đó là bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Một, La Mã. Mặt trận Việt Minh ra đời ngày 19 tháng 5 năm 1941. Vậy trong hoàn cảnh thế giới như thế nào thì mặt trận Việt Minh ra đời? Bước sang năm 1941, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bước sang năm thứ ba. Sau khi chiếm phần lớn châu Âu, tháng 6 năm 1941, Đức quyết định tấn công Liên Xô. Thế giới hình thành hai trận tuyến. Một bên là lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu. Một bên là khối phát xít Đức, Italia và Nhật Bản. Như vậy chúng ta có thể chốt ý đầu tiên vào trong tập của mình. Còn trong nước, giai đoạn này, nhân dân ta đang rên xiết dưới hai tầng áp bức bóc lột của Pháp và Nhật. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với Pháp và Nhật ngày càng sâu sắc. Trong hoàn cảnh chuyển biến mau lẹ như vậy, ngày 28 tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Bắc Bó Cao Bằng từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941. Đây là hang Bắc Bó, nơi Bác đã sinh sống và làm việc ngay khi về nước năm 1941. Và đây là nơi diễn ra hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Vậy trong hội nghị lần thứ 8, đảng ta đã nêu lên những chủ trương như thế nào? Hội nghị chủ trương trước hết là phải giải phóng các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách bắc Nhật. Tạm thời gác khẩu hiệu, đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày, thay bằng khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt Giang chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng. Hội nghị còn chủ trương thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hội nghị nhận định như thế này: nhiệm vụ cấp bách nhất được đặt ra lúc này là làm thế nào huy động mọi lực lượng để cứu nước, giải phóng dân tộc. Muốn thế, phải đoàn kết toàn dân, tập hợp các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân. Sau khi thành lập, Việt Minh đã công bố tuyên ngôn, chương trình và điều lệ. Chương trình của Việt Minh gồm có 46 điểm, bao gồm các chính sách về kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, v.v. Như vậy, mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941. Các em lưu ý dùm cho cô, mặt trận Việt Minh là một tổ chức bao gồm các tổ chức quần chúng lấy tên là Hội Cứu Quốc để nhằm liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chung, đó là giải phóng dân tộc. Chỉ sau một thời gian ngắn, tổ chức này đã có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân. Như vậy chúng ta thấy, việc đảng ta nhanh chóng tiến hành hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 cho thấy sự đúng đắn, chuyển hướng kịp thời, nhanh chóng và mau lẹ cũng như là sáng tạo của đảng ta. Cũng trong giai đoạn này, theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, một lực lượng quân giải phóng mới đã được thành lập. Đó chính là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đây là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Đây là hình ảnh về buổi lễ tuyên thệ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại một địa điểm ở khu rừng Trần Hưng Đạo, lực lượng quân giải phóng mới gồm có 34 chiến sĩ được thành lập do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy.
Đây là chân dung của đồng chí Võ Nguyên Giáp. Ông sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911, là một nhà chỉ huy quân sự, một chính trị gia Việt Nam, là một trong 10 vị tướng vĩ đại của thế giới. Ông được đánh giá là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông qua đời ngày 4 tháng 10 năm 2013. Sau khi được thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã đánh thắng 2 trận liên tiếp ở Phay Khắc và Nàng Ngần. Phát huy thắng lợi đó, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã đẩy mạnh vũ trang tuyên truyền, xây dựng cơ sở cách mạng, góp phần củng cố và mở rộng. 2 La Mã, cao trào kháng Nhật cứu nước, tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Một nhỏ, Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Vì sao Nhật lại đảo chính Pháp? Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Ở châu Âu, phát xít Đức bị thất bại liên tiếp. Anh Pháp mở mặt trận mới, thủ đô Paris của nước Pháp được giải phóng. Ở châu Á Thái Bình Dương, phát xít Nhật cũng khốn đốn trước những đòn tấn công dồn dập của Anh và Mỹ. Còn ở Đông Dương, thực dân Pháp cũng ráo riết hoạt động trở lại, để khi quân đồng minh vào đánh Nhật sẽ nổi dậy để giành lại vị trí thống trị của mình. Trong tình thế đó, đã buộc Nhật phải đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương. Vậy Nhật đảo chính Pháp như thế nào? Chúng ta sẽ đi qua phần diễn biến. Đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật nổ súng lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương. Quân Pháp chống cự rất yếu ớt, chỉ sau vài giờ đã đầu hàng. Sau khi hất cảnh Pháp, chính phủ Nhật đã đưa ra chính sách Đại Đông Á. Nhật tuyên bố giúp các dân tộc da vàng đánh đổ ắt thống trị của thực dân da trắng để lập nên một khu vực thịnh vượng chung. Nhưng thực ra đây chỉ là cách gọi cho ắt chiếm đóng mới của quân Việt Nhật. Nhật Bản tuyên bố là Việt Nam độc lập nhưng lại giữ nguyên bộ máy thống trị của Pháp và thay bằng người Nhật. Chúng còn lập ra chính phủ Bù Nhìn, Trần Trọng Kim và hàng loạt các tổ chức phản động khác. Về kinh tế, Nhật tăng cường vơ vét lúa gạo của nhân dân ta, bắt nhân dân ta phải nhổ lúa trồng đay, trồng thầu dầu, tăng thuế, vơ vét lương thực hàng hóa. Chúng còn tiến hành hàng loạt các hoạt động đàn áp, tấn công lực lượng cách mạng và nhân dân. Chính hành động vơ vét tận diệt này của Nhật đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Cuối năm 1944, đầu năm 1945, ở miền Bắc Việt Nam đã xảy ra một nạn đói lớn, làm cho hơn 2 triệu người Việt Nam chết đói. Đây là bia tưởng niệm những nạn nhân đã chết vì nạn đói năm 1944-1945. Ngày 15 tháng 8 năm 1995, nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, Thủ tướng Nhật Bản Murayama đã đưa ra lời xin lỗi về tội ác của quân Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai. Hai nhỏ, tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Ở phần này, các em sẽ hoàn thành phiếu bài tập này vào trong tập cho cô. Dựa vào sách giáo khoa, các em sẽ hoàn thành những sự kiện này và ghi vào trong tập.